Chào mừng các bạn đến với kênh Hoa Cỏ Mùa Xuân. Sự tình là đã rất rất lâu rồi mình chưa đi đâu du lịch cả, vì nhiều lý do ABCDZ như dịch bệnh Covid, bận việc gia đình, và một lý do đầu tiên không kém phần quan trọng là tiền đâu mà đi. Nghe nói có hội chợ du lịch quốc tế đang tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh nên mình đã phi nhanh tính tham quan, ngắm nghía, lăn lê bò càng cho đã cái nơi thèm khác. Nhưng mà trời ơi, nó quy mô quá, nó hoành tráng quá, nó vui quá, nên càng làm thôi thúc cái khao khát bằng mọi giá phải xách ba lô và đi của tôi. Khổ chưa chứ lị. Khi đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhiều gian hàng du lịch độc đáo từ những vùng miền quốc trên khắp cả đất nước và cả những quốc gia khác như Hàn Quốc, Campuchia, Đài Loan. Đặc biệt là có những chương trình hoạt náo vui nhộn như các tổ chức các trò chơi game show, ca hát, nhảy múa, trình diễn và tender, đố vui có thưởng, trải nghiệm kính 3D. Mình rất thích gian hàng Hàn Quốc vì tổ chức tiết mục mặc đồng phục cổ truyền Hàn Quốc chụp hình lưu niệm, rồi lại tặng cho tôi một cái đèn lồng chơi trung thu nữa. Lại cũng rất thích gian hàng đến từ tỉnh Đồng Tháp vì bạn tiếp tân rất tâm lý niềm nở chụp hình cho tôi bên cạnh chiếc cầu sen mộc mạc dân dã khi các tôi đang cô đơn bơ vơ trên đường đời. Và chắc chắn không thể bỏ qua chiếc nón lá Việt Nam ấn tượng đến từ gian hàng Việt Travel. Ôi thôi, có quá nhiều cái hay và cái ho, không thể kể dài dòng lê thê được. Các bạn cùng theo dõi tiếp video sẽ rõ. Nếu thấy hay thì cho mình một like, share và đăng ký subscribe kênh ủng hộ tinh thần mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
luôn rồi nha. Thôi vỗ tay nữa, hồi 10 chai luôn rồi mình tính không? Thank you.